Tiếp nối chương trình Đồng Nai ngày mới sáng nay, kính mời quý khán giả theo dõi bản tin Thế giới đa chiều trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai với những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là Austin nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải ở Biển Đông. Nga tuyên bố lực lượng của nước này đang tiến về mọi hướng chiến thuật ở Ukraine. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là Austin hôm qua đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Pat Ryder cho biết, trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Động Quân, ông Austin cũng đã bày tỏ quan ngại về hoạt động quân sự của Trung Quốc gần Đài Loan. Phát biểu trong cuộc gặp bên lề đối thoại Shangri-La ở Singapore, ông Austin nói rằng Trung Quốc không nên thực hiện những biện pháp cưỡng ép đối với Đài Bắc. Trong khi tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, ông Austin cũng nhấn mạnh Mỹ vẫn cam kết thực hiện chính sách một Trung Quốc, theo thông báo do Lầu Năm gốc sau cuộc gặp ông Austin cho biết, các cuộc điện đàm giữa tư lệnh quân đội Mỹ và Trung Quốc sẽ được nối lại trong những tháng tới. Đồng thời, việc thành lập nhóm công tác xử lý khủng hoảng truyền thông sẽ diễn ra trước cuối năm nay. Cùng ngày, chia sẻ với báo giới, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Kim nói rằng cuộc gặp diễn ra tích cực, thực tế và mang tính xây dựng. Hai bộ trưởng đã thảo luận về vấn đề Đài Loan, cuộc chiến ở Ukraine cũng như cuộc xung đột ở giải Gaza. Theo ông Ngô Kim, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cảnh báo rằng Mỹ không nên can thiệp vào công việc của Trung Quốc với Đài Loan. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos hôm qua đã lên án các hành động bất hợp pháp và cưỡng ép ở Biển Đông, nơi Trung Quốc đã tăng cường triển khai nhiều tàu tuần duyên trong những tháng gần đây. Phát biểu khai mạc hội nghị an ninh đối thoại shangri -La ở Singapore, Tổng thống Marcos nói rằng Philippines và các nước Đông Nam Á khác có tầm nhìn về hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở Biển Đông, nhưng điều này đang bị các tác nhân khác làm suy yếu, ông Marcos nói. Thật không may, tầm nhìn này cho đến nay vẫn là một thực tế xa vời. Các hành động bất hợp pháp, cưỡng bức và gây hấn tiếp tục vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của chúng tôi. Trả lời báo giới sau bài phát biểu, ông Marcos gọi an ninh ở biển đông, nơi có khối lượng thương mại khổng lồ đi qua, là một vấn đề toàn cầu. Phát biểu của ông Marcos được đưa ra trong bối cảnh các cuộc chạm trắng giữa Philippines và Trung Quốc tại biển đông gần đây xảy ra nhiều hơn. Các lực lượng Nga đang tiến về mọi hướng chiến thuật ở Ukraine và trong tháng này đã nắm quyền kiểm soát thêm 28 khu định cư. Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov vào ngày hôm qua. Trong phát biểu, ông Belousov nhấn mạnh rằng Moscow sẽ thúc đẩy chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng khu vực ở Kazakhstan, ông Belousov cho biết từ đầu năm đến nay, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát tại các khu vực có tổng diện tích 880 km vuông. Theo ông Belousov, các lực lượng Nga đã buộc quân đội Ukraine phải lùi lại 8 đến 9 km ở các khu vực trọng điểm phía đông bắc Kharkov. Ông Belousov đồng thời nhấn mạnh, Nga đang tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt và chắc chắn sẽ đạt được tất cả các mục tiêu của chiến dịch. Theo ông, những bước tiến của lực lượng Nga đang diễn ra ở tất cả các hướng chiến thuật. Trong bài phát biểu, ông belousov cũng cho biết trong tuần này, Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa lớn nhất vào cây cầu nối bán đảo Krum với miền nam nước Nga, nhưng tất cả các tên lửa đó đều bị bắn hạ. Ông đồng thời cáo buộc khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO leo thang xung đột ở Ukraine. Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga được đưa ra trong bối cảnh cùng ngày, ông Stephen Herbestrit, người phát ngôn của Thủ tướng Đức tuyên bố, Ukraine có thể sử dụng vũ khí do các nước phương Tây cung cấp, trong đó có Đức, để chống lại các cuộc tấn công của Nga ở khu vực biên giới xung quanh tỉnh Kharkov. Phát ngôn viên Herbert Ries khẳng định Berlin và các đồng minh phương Tây ủng hộ Ukraine chống lại các đoàn tấn công từ Nga, ông nói. Để làm được như vậy, Ukraine có thể sử dụng vũ khí được viện trợ, trong đó có vũ khí do chúng tôi cung cấp. Đức Quốc gia viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ đã chuyển nhiều thiết bị quân sự cho Kiev. Tuy nhiên, nước này trước đây kiên quyết phản đối việc Ukraine dùng vũ khí Đức viện trợ để tấn công Nga do lo ngại leo thăng xung đột. Trước Đức, chính phủ Mỹ có quyết định tương tự. Ông Sergei Nikiforov, Thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua xác nhận Washington đã cho phép Kiev dùng vũ khí Mỹ phiền trợ để tập kích lãnh thổ Nga. Lực lượng Houthi ở Yemen hôm qua đe dọa sẽ gia tăng hoạt động tấn công tàu thuyền để đáp trả các cuộc tấn công vào đêm trước đó của Mỹ và Anh, mà truyền thông của Houthi cho biết đã làm ít nhất 16 người thiệt mạng. Trên nền tảng mạng xã hội X, quan chức Houthi là Mohammed al-Bukhati nhấn mạnh hành động của Mỹ, Anh sẽ không ngăn cản Houthi tiếp tục thực hiện hoạt động quân sự để thể hiện sự ủng hộ Palestine. Ngoài ra, quan chức này còn cảnh báo lực lượng Houthi sẽ đáp trả hành động leo thang bằng các hoạt động quân sự. Cùng ngày, trong tuyên bố trên truyền hình, người phát ngôn của lực lượng Houthi, Yaja Seri, cho biết lực lượng này đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào tàu sân bay Eisenhower của Mỹ ở Biển Đỏ để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ, Anh trước đó. Đêm 30 tháng 5, Mỹ và Anh tấn công 13 mục tiêu của Houthi tại một số địa điểm ở Yemen. Hãng tin AB dẫn lời ba quan chức dấu tên của Mỹ cho biết, chiến dịch tấn công có sự tham gia của các máy bay chiến đấu FA-18 của Mỹ từ tàu sân bay USS Dwight Eisenhower ở Biển Đỏ cũng như các tàu chiến khác của nước này trong khu vực. Lực lượng Israel hôm qua tuyên bố đã chấm dứt các hoạt động quân sự ở khu vực phía đông khu đô thị Jabalia thuộc giải Gaza. Tuyên bố cho biết trong chiến dịch, phía Israel đã phá hủy hơn 10 km đường hầm của phong trào Hamas. Trong bản cập nhật về hơn 2 tuần giao tranh căng thẳng ở Jabalia, quân đội Israel cho biết đã tiến hành 200 cuộc không kích và chiến dịch đã hoàn thành. Trong chiến dịch này, quân đội đã tìm thấy thi thể của 7 trong số 250 con tin bị lực lượng Hamas bắt vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái khi tấn công vào Israel. Theo tuyên bố của quân đội Israel, tại Jabalia, các lực lượng đã tiêu diệt hàng trăm chiến binh Hamas, thu giữ các kho vũ khí lớn dưới lòng đất, lực lượng Israel đã vô hiệu hóa mạng lưới đường hầm chứa vũ khí kéo dài hơn 10 km và loại bỏ một chỉ huy tiểu đoàn của Hamas. Jabalia đã phải hứng chịu những trận chiến ác liệt trong nhiều ngày vừa qua. Những người Palestine từng sống ở Jabalia cho biết họ bị sốc trước sức tàn phá của chiến tranh. Người Israel đã hủy hoại cuộc sống của chúng tôi, đốt cháy nhà của chúng tôi. Đã có nhiều tuần giao tranh ác liệt ở Jabalia trong giai đoạn đầu Israel tấn công Gaza và vào tháng 1, Quân đội nước này cho biết đã tiêu diệt tất cả các chỉ huy Hamas và loại bỏ các đội hình chiến đấu của nhóm cầm quyền Gaza trong khu vực. Tuy nhiên sau đó, giới chức Israel nói rằng lực lượng của Hamas đã trở lại khu vực này. Thưa quý vị, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin ngày 31 tháng 5, Trung Quốc và Bahrain đã nâng cấp quan hệ song phương lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Theo CCTV tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Quốc vương Isa Al Khalifa của Bahrain, trong đó hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ. Tại cuộc hội đàm, ông Tập nói Bahrain là một người bạn tốt và đối tác của Trung Quốc ở khu vực Vùng vịnh. Ông Tập cho biết thêm hai nước luôn đối xử chân thành với nhau và có mối quan hệ hữu nghị, vì năm nay đánh dấu kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Bahrain. Ông Tập cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Bahrain để phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và mang lại nhiều lợi ích hơn cho nhân dân hai nước. Ông Tập cũng cho biết Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Bahrain trong các lĩnh vực năng lượng, đầu tư, giao thông vận tải, năng lượng mới và kinh tế kỹ thuật số. Thưa quý vị, hơn 15.000 cư dân trong khu trại tạm ở phía Tây Bắc Syria không thể chuyển đến khu nhà mới nằm trong dự án nhà ở do các tổ chức nhân đạo thành lập do hệ thống nước thải ở đây vẫn chưa hoàn thiện. Vì các giảm tài trợ đột ngột từ đầu năm nay đã khiến nhiều dự án khác phải tạm dừng. Ông Izad Mustafa là một trong hàng triệu người ở Tây Bắc Syria phải di tản trong nước do chiến tranh. Ông cho biết cuộc sống trong khu trại Atma ở vùng nông thôn Iblis đã trở nên vô cùng khó chịu. Ông nói, Chúng tôi đã chuyển tới đây được 5 năm rồi. Hệ thống vệ sinh tại đây cực kỳ kém. Nước thải gây ra những căn bệnh nghiêm trọng. Chúng tôi đã phải chịu đựng quá đủ đã đến lúc chúng tôi phải rời đi. Dự án tái định cư Cap Jales cách trại Atma 3 km. Hàng ngàn căn hộ đã được xây dựng, nhưng những căn hộ này chưa sẵn sàng đón những người di tản như ông Mustafa, ông Mahmoud Badawi, một kỹ sư dự án cho biết. Dự án Cap gồm 3.000 căn hộ, những căn hộ nhỏ này được các tổ chức nhân đạo xây dựng. Họ có kế hoạch cấp nhà cho những người di tản vì chiến tranh và vì động đất việc các giảm tài trợ đang ngăn cản chúng tôi hoàn thiện hệ thống nước thải và các cơ sở công cộng khác. Ông Keros Kados, một quan chức trong chính phủ Suri cho biết, nhu cầu trợ giúp của nước này là rất lớn. Ông nói, tám được cắt giảm đàn ảnh hưởng trực tiếp đến các dự án an ninh lương thực và nhà ở ở Tây Bắc. Nhiều dự án đã bị tạm dừng, hầu hết ở cấp Jales. Thách thức lớn của chúng tôi là dự án cơ sở hạ tầng nước thải với chi phí ước tính khoảng 1,3 triệu đô la Mỹ. Các cơ quan của Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo quốc tế trong nhiều năm đã phải vật lộn với tình trạng ngân sách bị thu hẹp, cũng cho rằng cộng đồng quốc tế không thể làm ngơ trước những khó khăn của người dân Suri. Ông David Carden, phó điều phó viên nhân đạo khu vực về Syria, nói Ở Tây Bắc Syria đây thực sự là vấn đề sinh tử. Ý tôi là chúng tôi biết rằng 160 cơ sở y tế sẽ đóng cửa vào cuối tháng 6 nếu không nhận được tài trợ. Chúng tôi biết rằng có 3,6 triệu người đang bị mất an ninh lương thực, và chúng tôi chỉ có thể trợ giúp cho 600.000 người trong tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng nhất. Nếu chúng ta không chú ý tới họ, họ sẽ rơi vào tình trạng chết đói. Xung đột kéo dài cùng với thiên tai và nhiều vấn đề khác đã khiến nhiều hoạt động của Suri bị đóng băng, để nhiều người vào tình cảnh hết sức khó khăn, và họ đang rất cần sự trợ giúp.